Trong lượt thứ hai của vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam đã phải đối mặt với một trận đấu khó khăn trước U23 Yemen. Dù được dự đoán là đội mạnh hơn, U23 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này. Tỷ số 1-0 chỉ được xác định ở phút 84 sau một pha đánh đầu của cầu thủ dự bị Vĩ Hào. Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải đã nhận xét về trận đấu này, cho rằng U23 Yemen đã chơi không kém cạnh U23 Việt Nam, mặc dù thứ hạng trên BXX FIFA cho thấy sự chênh lệch lớn. Ông nói, hôm nay U23 Yemen chơi không kém cạnh chúng ta dù thứ hạng của họ trên BXX FIFA thấp hơn. Trong trận đấu trước đó với U23 Singapore, họ đã thắng 3-0, nhưng tôi không thấy họ thi đấu đặc biệt tốt. Do đó, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước U23 Yemen. Tuy nhiên, chúng ta đã gặp nhiều khó khăn. Bàn thắng đầu tiên của chúng ta đến quá muộn, vào phút 84. Về hiệp 1 của trận đấu, ông cho biết U23 Việt Nam đã chơi bế tắc, không thể phối hợp chiến thuật tốt và không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, mặc dù có lợi thế về sự kiểm soát bóng. Ông nêu rõ rằng vấn đề chính nằm ở sự kém cỏi trong lực lượng và hiệu suất thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam. Ông nói, tôi nghĩ đội hình và lực lượng của chúng ta gặp vấn đề. Huấn luyện viên Chu Xie đã chuẩn bị suốt 6 tháng qua và xem xét khoảng 70 cầu thủ. Tuy nhiên, đôi khi, việc lựa chọn đôi khi không thực sự hiệu quả. Ông ấy đã lựa chọn từ 70 cầu thủ nhưng nhiều cầu thủ trong đội hình không quen thuộc và không nhớ tên, đặc biệt là trong hiệp 1. Trong lượt thứ hai của vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam đã phải đối mặt với một trận đấu khó khăn trước U23 Yemen. Dù được dự đoán là đội mạnh hơn, U23 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này. Tỷ số 1-0 chỉ được xác định ở phút 84 sau một pha đánh đầu của cầu thủ dự bị Vĩ Hào. Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải đã nhận xét về trận đấu này, cho rằng U23 Yemen đã chơi không kém cạnh U23 Việt Nam, mặc dù thứ hạng trên BXX FIFA cho thấy sự chênh lệch lớn. Ông nói, hôm nay U23 Yemen chơi không kém cạnh chúng ta dù thứ hạng của họ trên BXX FIFA thấp hơn. Trong trận đấu trước đó với U23 Singapore, họ đã thắng 3-0, nhưng tôi không thấy họ thi đấu đặc biệt tốt. Do đó, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước U23 Yemen. Tuy nhiên, chúng ta đã gặp nhiều khó khăn. Bàn thắng đầu tiên của chúng ta đến quá muộn, vào phút 84. Về hiệp 1 của trận đấu, ông cho biết U23 Việt Nam đã chơi bế tắc, không thể phối hợp chiến thuật tốt và không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, mặc dù có lợi thế về sự kiểm soát bóng. Ông nêu rõ rằng vấn đề chính nằm ở sự kém cỏi trong lực lượng và hiệu suất thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam. Ông nói, tôi nghĩ đội hình và lực lượng của chúng ta gặp vấn đề. Huấn luyện viên Chu Xie đã chuẩn bị suốt 6 tháng qua và xem xét khoảng 70 cầu thủ. Tuy nhiên, đôi khi, việc lựa chọn đôi khi không thực sự hiệu quả. Ông ấy đã lựa chọn từ 70 cầu thủ nhưng nhiều cầu thủ trong đội hình không quen thuộc và không nhớ tên, đặc biệt là trong hiệp 1.